Xin chào các em, hôm nay cô và các em cùng đi trả lời câu hỏi C2 trong sách giáo khoa vật lý 7 trang 69. Đề bài như sau. Tìm hiểu vôn kế. Người ta yêu cầu các em tìm hiểu cái vôn kế này. Cái vôn kế là một cái dụng cụ dùng để đo hiệu điện thế. Đấy. Yêu cầu thứ nhất là trên mặt vôn kế có ghi chữ V. Hãy nhận biết ký hiệu này ở các vôn kế trong hình 25.2A và B. Các em nhìn vào hình 25.2 đây. Có 3 vôn kế A, B và C. Thế các người ta yêu cầu các em nhận diện chữ V ở trên vôn kế A và vôn kế B. Vậy chữ V đây. Đấy, rất là dễ nhận diện thôi các em. Các em tự làm câu này nhé. Vì các em chỉ là nhận diện chữ V và nhận diện vôn kế thôi. Rồi, sang yêu cầu thứ hai. Trong các vôn kế ở hình 25.2, vôn kế nào dùng kim và vôn kế nào hiện số? Thế các em nhìn vào hình 25.2 này. Hình A và hình B đều sử dụng cái gì đấy các em? Đều sử dụng kim. Vậy hình A, 25.2A và B là dùng kim. Còn hình 25.2C các em nhìn thấy ở đây nó hiện số đúng không? Khi chúng ta đo thì nó hiện số được. Đây nó hiện 3 số 0 đây. Đấy, đấy chưa? Vậy thì vôn kế ở hình 25.2C là vôn kế hiện số. Câu 3 là hãy ghi đầy đủ vào bảng 1. Bảng 1 người ta yêu cầu chúng ta làm gì đây nhỉ? Thứ nhất là vôn kế ở hình 25.2A và hình 25.2B và người ta yêu cầu các em tìm cái gì đấy? Đây là ký hiệu của chữ giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất. Các em quan sát vào hình 25.2A này. Chúng ta tìm giới hạn đo của hình của cái vôn kế này. Các em nhìn thấy giá trị lớn nhất ở đây là gì? Là 300 đúng không? Vậy thì giới hạn đo của nó là 300, không được đo với cái giá trị lớn hơn. Giá trị lớn hơn thì nó vượt quá cái số chỉ của vôn kế này thì vôn kế này sẽ không đo được nữa. Đấy, chỉ đo số nhỏ hơn cái giá trị 300 này thôi. Vậy thì giới hạn đo của vôn kế hình A là 300. Còn độ chia nhỏ nhất, cô cũng đã hướng dẫn các em tìm độ chia nhỏ nhất ở ampe kế rồi, đúng không? Bây giờ cô chỉ nói một cách thôi. Nên chúng ta tìm xem là từ 0 đến 100 có bao nhiêu độ chia. Đây các em đếm này, 1, 2, 3 và 4 độ chia đúng không? Vậy thì đấy chúng ta lấy 100 chia cho 4 thì được 25. Vậy thì độ chia nhỏ nhất ở đây là 25 vôn, phải chưa? Các em xét luôn cho cô hình C nào. Hình C giới hạn đo tương tự như thế sẽ là bao nhiêu? 20 đúng không? Giá trị lớn nhất là 20. Còn độ chia nhỏ nhất, độ chia là từng cái độ chia này này. Đấy. Vậy thì từ 0 đến 5 có mấy độ chia? Có 2 độ chia, vậy đấy 5 chia 2 là được 2,5. Để các em cùng đi trả lời câu hỏi C2. Yêu cầu thứ nhất thì học sinh tự nhận biết trên dụng cụ nhá. Các em tự nhận biết trên dụng cụ. Học sinh tự nhận biết trên dụng cụ. Yêu cầu thứ hai thì là gì đây nhỉ? Vôn kế hình. Hình 25.2A và hình 25.2B dùng kim. Và vôn kế hình 25.2C hiện số. Đấy, vậy bị điền vào bảng giới hạn đo của hình 25.2A là bao nhiêu nhỉ? 300 vôn. Và độ chia nhỏ nhất là 25 vôn. Của hình B là giới hạn đo là 20 vôn và độ chia nhỏ nhất là 2,5 vôn. Chưa?